Thế thì với tất cả các kiến thức mà các bạn đã được tìm hiểu từ bài 1 cho đến bài số 13 thì bây giờ các bạn đã biết cách nối hai hoặc là nhiều video này. Các bạn biết cách cắt bỏ các cái đoạn thừa, đoạn lỗi trong video này. Các bạn biết cách viết chữ vào video này. Thì bây giờ các bạn đã có thể tạo ra được một cái video sản phẩm đầu tiên của mình. Thế thì tiếp theo trong bài số 14 này nhá Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái kiến thức để các bạn có thể xuất ra được video chính thức để các bạn có thể đăng lên mạng. Các bạn nhớ nhé, trong bài trước các bạn học cách lưu lại một cái video đang làm dở đúng không? Đây Các bạn lưu lại được một cái file này Thì file này các bạn không thể nào mà các bạn đăng lên trên được gì đấy Facebook hay là Youtube hay là TikTok Hoặc là không thể gửi cho người khác xem được Thì bây giờ trong bài này các bạn sẽ biết cách xuất ra một cái video Xuất ra một cái video Để làm sao? Để các bạn một là các bạn có thể gửi cho người khác này Xem được Và thứ hai là các bạn có thể đăng cái video này lên trên mạng xã hội mạng xã hội như là gì đây như là Facebook hay là YouTube Facebook này TikTok vân vân đó và chúng ta sẽ xuất ra một cái video nhá có đuôi là chấm .mb4 chấm .mb4 chứ không phải là đuôi như bài trước nhá đây cái đuôi trong bài trước mà các bạn lưu là đuôi gì đây nhỉ tscprog đuôi này để các bạn chỉ mình các bạn xem là thôi nhưng bài này các bạn sẽ xuất ra đuôi chấm mv bốn thì tất cả mọi người đều xem được và các bạn có thể đăng lên được tất cả các mạng xã hội nhá rồi thì bây giờ các bạn sẽ làm giống mình nhá để chúng xuất video này giả sử bây giờ các bạn đã làm xong cắt ghép xong thêm chữ xong bây giờ các bạn muốn xuất ra một cái video thì đầu tiên các bạn sẽ bấm chuột trái giúp mình vào chữ export ở góc trên tay phải bấm chuột trái vào chữ export ở góc trên tay phải các bạn chọn giúp mình cái thứ hai vega key local file này chọn giúp mình cái thứ hai nhé là vega key local file ở đây các bạn chọn giúp mình là continue để tiếp tục đó trong cái bảng này thì nó sẽ có rất nhiều cái thông số cho bạn chọn thì các bạn để giúp mình mặc định của nó là gì đấy custom production setting đây để mặc định giúp mình cái này nhá sau đó các bạn bấm next giúp mình đây Bước này quan trọng này Các bạn chọn cái đầu tiên mv 4 Chọn cái đầu tiên nhá mv 4 Bấm next giúp mình Tiếp theo nhá Nếu như các bạn này Đang để tích ở đây Thì các bạn sẽ Bỏ tích đi giúp mình nhá Bỏ tích cái này đi Đây các bạn bỏ tích giúp mình ở cái này đi Đó Nhớ nhá Bỏ tích đi Bấm next giúp mình Ở phần này thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ không tích gì cả nhá Nó có hai phần này Thì các bạn sẽ không tích gì cả Tiếp theo các bạn bấm next giúp mình Rồi đây là phần quan trọng này Thì đầu tiên nó sẽ hỏi các bạn muốn xuất cái video này ra đâu Thì các bạn sẽ bấm chuột trái vào biểu tượng thư mục màu vàng Để chọn nơi lưu ra ngoài màn hình Nha. Lưu thì các bạn nên lưu ra ngoài màn hình Đây chọn desktop ngoài màn hình bấm xếp Tiếp theo này nó sẽ hỏi tên của cái video mà các bạn gì đây Muốn lưu là gì thì các bạn sẽ xóa toàn bộ cái này đi các bạn đặt tên là video hoàn thành Hoàn thành Rồi Tiếp theo là gì Tiếp theo là các bạn sẽ bỏ tích cái đầu Giữ tích cả cái thứ hai Và bỏ tích cái thứ ba Đó các bạn xem sao nhỉ Các bạn sẽ chỉ tích ở một cái dòng Có tên là gì đấy Show production research thôi Để thông báo cho các bạn cái kết quả xuất Thì các bạn chỉ tích cái này Còn bỏ tích dùm mình hai cái đi nhá Và gì đây Các bạn bấm finish dùm mình để chúng ta bắt đầu quá trình xuất video. Đó. Thì quá trình xuất nhanh hay chậm thì nó sẽ phụ thuộc vào cái video của các bạn dài hay ngắn và cái cấu hình của các bạn cao hay thấp nhá. Đó. Sau khi xuất xong này thì nó sẽ báo cho các bạn một cái thông báo là complete, có nghĩa là hoàn thành thì bây giờ các bạn bấm vào chữ finish. Lúc này các bạn quay trở lại màn hình nhá. Nó sẽ có được một cái video của các bạn. Đây. Đây chính là sản phẩm mà các bạn thì đã làm được này. Tên là video hoàn thành. Và các bạn có thể đăng cái này lên trên mạng này Hoặc gửi cái này cho người khác Thì người ta hoàn toàn có thể xem được nhá Thì đó là quy trình để các bạn có thể xuất ra được cái video Nếu bạn nào gặp lỗi trong quá trình xuất Hoặc các bạn không xuất được Thì các bạn sẽ liên hệ với mình gì đấy Đây Các bạn sẽ liên hệ với mình qua cái Zalo hoặc qua Facebook nhá Đây sẽ là Zalo của mình Còn Facebook thì mình sẽ để ở dưới phần bình luận nhá Đó Thì đó là thao tác Quan trọng là cái quá trình các bạn học cách sử dụng thôi Các cách chỉnh sửa thôi Chứ còn xuất video thì nó sẽ không có gì là khó các bạn nhé Quan trọng là cái quá trình các bạn gì đây Cắt ghép chỉnh sửa này Làm sao cho nó đúng chuẩn video này Đúng tỷ lệ ngang dọc của video này Đúng độ phân giải video này Và các bạn sẽ chỉnh các cái hình ảnh Cái chữ âm thanh Sao cho nó gì đấy dễ nhìn Màu sắc đẹp, chuyên nghiệp Thì các bạn sẽ có được một cái sản phẩm đầu tiên Còn xuất thì nó sẽ không có gì là khó cả Đó thì đó sẽ là cái kiến thức Về cái phần xuất ra video nhé Các bạn cứ làm chậm theo những gì mình chia sẻ là các bạn sẽ có được một cái video